nha các bạn. Mình tên là Khoa, hôm nay mình sẽ đang ở cửa hàng nhạc cụ Minh Phụng và mình có cơ hội được khui cái đàn A5, đó là dòng cao nhất của A series đến từ giàn hàng của Việt Nam. Đây là cái đàn Made in Japan làm từ Nhật. Và sau đây mình sẽ làm video clip khui thùng cái đàn cho các bạn cùng xem nhé. Cái A5 này và nó sẽ khác ra ba, thứ nhất là ở đầu đàn nó sẽ không có đường chỉ trắng chạy dọc ở đây. Cái màu A thấp hơn thì nó sẽ không. Thứ hai là cái màu của cái bích gua này. Những cái A5 nó sẽ là màu đỏ sẫm, còn những cái A3 nó là màu đỏ sẫm, còn cái A5 nó sẽ là màu đen sẫm. Và đẹp nhất đó là khóa. Quá đẹp, quá bình thường, bây giờ mà hát rất là đẹp. Có cái